Portfolio hay danh mục đầu tư, một thuật ngữ không thể quen thuộc hơn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt ở trong thị trường crypto, nơi mà có cơ hội kiếm tiền được ví như là mảnh đất màu mỡ trong mắt tất cả các nhà đầu tư. Tuy thị trường là một nơi tiềm năng, rất dễ để chúng ta có thể ích tài khoản, nhưng mà cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc biệt trong thời kỳ công nghệ lên ngôi như hiện nay, như là bị hacker tấn công hay là lộ mật khẩu private key. Phần lớn các việc đó đều đến từ việc chúng ta quản lý portfolio của mình chưa thực sự hiệu quả. Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ bật mí cho các bạn 4 công cụ giúp quản lý danh mục đầu tư của bản thân mọi lúc mọi nơi, từ đó có thể kiểm soát được tài sản cũng như là thông tin đầu tư một cách hợp lý hơn. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của HC Capital. Mình là Haku. Hiện nay, hầu hết các sàn giao dịch hàng đầu trên thị trường đều là những sàn giao dịch tập trung, nên là việc lưu trữ tài sản ở trên đó cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro, và cũng đã từng có rất là nhiều những cái vụ lộ thông tin mật khẩu hay là vụ hack nổi tiếng. Và có một câu nói như thế này, đấy là trước khi mà chúng ta học cách kiếm được tiền thì chúng ta nên học cách giữ tiền. Và sau đây sẽ là một số những cái công cụ giúp cho các bạn có thể quản lý danh mục đầu tư của mình một cách tốt hơn nhé. Công cụ đầu tiên mình muốn nói đến đấy là Coin98 Portfolio. Chắc hẳn cái này không còn quá xa lạ với các bạn nữa rồi. Và Coin98 Portfolio là một sản phẩm chuyên về hỗ trợ giúp cho người dùng có thể tạo được cái danh mục đầu tư tiền điện tử một cách dễ dàng và cho phép mọi người theo dõi cũng như là quản lý sự tăng trưởng của tài sản trong không gian DeFi mà không cần phải khôi phục từng cái ví để có thể xem riêng lẻ. Và những cái đặc điểm nổi bật của Coin98 Portfolio đấy là đầu tiên, các bạn có thể theo dõi và quản lý các tài sản của mình trên nhiều chuyên khác nhau. Coin98 Portfolio hiện nay đang hỗ trợ theo dõi những cái danh mục đầu tư ở các blockchain hàng đầu như là Ethereum, BSC, Avalanche, v.v. Cái này có thể theo dõi một cách dễ dàng, thuận tiện mà không cần phải import từng ví để có thể xem tài sản của mình. Thứ hai, đấy là Coin98 Portfolio luôn cập nhật những cái dữ liệu và thời gian thực một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Thứ ba, đấy là các bạn có thể yên tâm về cái tính an toàn và bảo mật của nó. Coin98 Portfolio nó không yêu cầu cung cấp cũng như là theo dõi những cái thông tin cá nhân, private key, các thứ và các cái tài khoản ngân hàng của người dùng. Và ngoài ra thì tính năng ẩn số dư sẽ giúp cho tài sản của các bạn có thể an toàn, bảo mật khỏi những cái con mắt tò mò, những cái kẻ xâm nhập mong muốn được biết các cái tài khoản số dư của bạn đang có giá trị bao nhiêu. Bên cạnh Coin98 Portfolio thì có một công cụ cũng rất là hữu ích, đấy là Jasper. Jasper là một cái công cụ giúp cho người dùng có thể tương tác với các dự án DeFi một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra thì Jasper còn là một cái dashboard cung cấp hay là quản lý các tài sản chuyên nghiệp với hơn 14 EVM blockchain và nhiều các cái coin cũng như là token khác nhau. Và các bạn có thể sử dụng Jasper để truy xuất thông tin tài sản và điều chỉnh những cái danh mục ở bên trong. Và Jasper nó có những cái ưu điểm như là hỗ trợ swap cũng như là convert hay là send token ngay ở trên cái dashboard của nó. Và người dùng có thể trải nghiệm với Jasper trên nhiều ứng dụng như là website, các thiết bị di động như là điện thoại. Và ngoài ra thì quá trình sử dụng, các bạn có thể may mắn nhận được cái phần thưởng NFT từ hệ thống. Và trong danh mục Jasper Portfolio sẽ hiển thị những cái thông số như là tỷ lệ phần trăm của các loại tài sản ở trên từng cái sản phẩm và DApp hay là blockchain. Từ đó thì sản phẩm sẽ được chia thành hai loại là Wallet, tức là tài sản có ở trong ví ấy, và DApp, tức là tài sản được farm hoặc stake hoặc là gửi trong DApp đó. Và các cái dữ liệu blockchain, cặp thanh khoản và các giá trị của tài sản cung cấp nó sẽ được thể hiện ở trong DApp luôn. Và một cái công cụ thứ ba đấy là DeVine. DeVine là một cái protocol với mục tiêu mang đến giải pháp tính toàn diện cho DeFi. DeVine đẩy mạnh trong cái việc xây dựng thương hiệu với nhiều tính năng nổi bật như là Best Aggregator, Data Analysis hay là Portfolio. Và DeVine Portfolio còn được gọi là một cái bảng danh mục đầu tư tương tự như ví theo dõi ở trong DeFi. Nó có những cái ưu điểm hỗ trợ và kết nối ví MetaMask chuyển đổi rất nhiều tài sản một cách linh hoạt. Và đến nay thì đã có hơn 55 chain được tích hợp trong những cái hệ sinh thái DeFi. Và người dùng có thể tùy chỉnh profile và theo dõi những cái chỉ số cơ bản ở bên trong portfolio như là ID, ranking, địa chỉ ví này, số lượng người theo dõi và tổng giá trị sở hữu ở trên các blockchain. Và ngoài ra, để theo dõi những cái địa chỉ ví thì người dùng có thể tạo cho mình một cái bundle riêng và gắn những cái địa chỉ ví đó vào nhóm để chúng ta có thể theo dõi một cách tổng quan hơn. Và công cụ cuối cùng đây là Zerion, là công cụ đầu tư DeFi trong mảng Web3 và NFT, hay còn được gọi là DeFi Dashboard. Và với giao diện thân thiện thì Zerion cho phép người dùng có thể theo dõi tài sản của bản thân một cách tổng quát nhất. Và trong cái dashboard thì người dùng có thể quản lý tài sản, đồng thời cho phép tìm kiếm thông tin về nhóm tài sản đấy thông qua cái mục Explore.
Và tính đến nay thì Zarian đã tích hợp đến 10 EVM blockchain cùng với nhiều những cái tính năng khác nhau như là swap, hoán đổi token hay là convert. Nói chung khi tham gia thị trường crypto, việc quản lý và theo dõi tài sản là một việc làm rất quan trọng, đặc biệt là các loại tài sản ở mạng lưới khác nhau. Và chúng ta cần nên có một công cụ hỗ trợ quản lý tất cả các loại tài sản đó thay vì quản lý riêng lẻ, bởi vì như thế sẽ kém an toàn hơn. Và mình hy vọng là những cái thông tin ở trên video vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có thể lựa chọn được cho mình một công cụ có thể quản lý danh mục đầu tư của bản thân một cách hợp lý nhất. Và nếu các bạn yêu thích video này thì hãy nhớ để lại cho mình một like, cũng như là nếu có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới phần comment nhé.